Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tại số nhà 75 Trần Hưng Đạo, thuộc tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, Công an thành phố Đồng Hới đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc, gồm chủ nhà Hà Thị Sang sinh năm 1974, Hà Ngọc Hoàng sinh năm 1989, Hoàng Ngọc Mơ sinh năm 1981, Nguyễn Thị Bắc Hoài sinh năm 1981, Phạm Bá Cường sinh năm 1979, Trần Viết Nam sinh năm 1984. Tất cả 6 đối tượng này đều trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 136 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tú lơ khơ, 6 điện thoại di động và 3 xe mô tô. Hiện lực lượng chức năng công an thành phố Đồng Hới ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.